Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội xin mời các bạn đến thăm và chia sẻ những cơ hội thú vị và tốt đẹp nhất của trường chúng tôi. Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội là một trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học có uy tín về ngôn ngữ, quốc tế học và một số ngành khoa học có liên quan. Trường đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và cung cấp những sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội theo chuẩn quốc tế. Trường coi trọng tính sáng tạo, năng động, trung thực, tinh thần trách nhiệm và khả năng sống và làm việc trong một môi trường cạnh tranh đa văn hóa. Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội là một môi trường đào tạo năng động có chất lượng cao. Tôi tin tưởng rằng sau 4 năm học tại ngôi trường này, tôi sẽ được trang bị đầy đủ tri thức để thực hiện những cái ước mơ và hoài bão của mình. Và tôi bật mí nhỏ với các bạn nhé. Ước mơ của tôi thì cũng giản dị thôi, đó là trở thành giảng viên của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Thành công thì tôi chưa dám khẳng định là mình thành công. Và trường Đại học Ngoại ngữ thì cũng nổi tiếng về việc giáo dục đào tạo rất là có nền nếp. Và cơ hội còn khả khóa thì rất là sung, rất là hoành tráng. Và cho đến bây giờ thì tôi nghĩ là tất cả những điều đó cộng hưởng lại làm nên tôi bây giờ. Hãy subscribe.
Music Hall.